Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Phan Quảng đã đến thăm chúc Tết Lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân và Hải đội dân quân thường trực thành phố. Tại Lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân, Bí thư Thành ủy biểu dương đánh giá cao những kết quả trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2022, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ phối hợp cùng thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Bí thư Thành ủy chúc cán bộ chiến sĩ vùng 3 Hải quân nói chung và Lữ đoàn 161 nói riêng năm mới mạnh khỏe, thắng lợi, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt mong muốn đơn vị tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cùng thành phố trong thực hiện huấn luyện cho Hải đội dân quân thường trực. Đến thăm Hải đội dân quân thường trực thành phố, Bí thư Thành ủy đã kiểm tra tình hình công tác huấn luyện và điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ tại đây. Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao của Hải đội trong giai đoạn đầu còn gian khó. Bí thư Thành ủy chúc cán bộ chiến sĩ Hải đội đón năm mới nhiều niềm vui và đạt nhiều thắng lợi, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 và nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.